Vâng, chào các bạn nhé. Đây là thịt chó. Nhưng mà con chó này thì nó hơi mỡ, cho nên một là nướng, hai là làm rượu mận. Làm rượu mận thì đơn giản thôi. Trước tiên là mình rửa sạch sẽ, mình thái ra. Sau đó là người ta thường nói là nhiều riềng lắm mẻ khỏe mắm tôm, nhưng không phải như vậy đâu các bạn ạ. Nếu nhiều mắm tôm quá thì ăn nó hôi, mà nhiều riềng quá mất mùi thịt chó. Cho cũng vừa phải mẻ thêm thì nó không chua. Nên là đây là hạt mùi này, đây là tò ho này, ở quê mình gọi là tò ho. Thì tí nữa mình sẽ ướp cho các bạn này, mình nấu cho các bạn xem nhé. Đây là chuối xanh để chúc mình sẽ nấu xương và cũng tác rau thơm. Rau thơm và rau ớt mắm tôm. Đây là gọi là thối địt, là nấm mơ. Và đây là tất cả những nguyên liệu để chế biến ra một món rất đặc sản. Hôm nay là có anh Hùng, anh sẽ nấu một món rượu mận của xứ nào nhỉ? Rượu mận của ai? Hà Nội. Rượu mận Hà Nội. Ý là cái dân rất là chuyên nghiệp. Đây bên kia nhỉ, cái miếng kia nó đấy hơn. Vâng. Đây là con cầy, chứ các bạn đừng cứ nghĩ lộn là con chó, là người thui rơm, rất là ngon. Vì khi các bạn mua ngoài chợ là những cái con cầy mà người ta khò lên thì cái thịt nó không được ngon, không được thơm. Và khi mình thui rơm thì cái da của nó rất là thơm. Nhiều mắm tôm quá nó hôi lắm. Không có cứ cho nữa đi. Không biết rồi, ông cứ yên tâm.
chừng rồi. Ăn thua gì? Nữa nữa nữa. Vậy thôi, vậy thôi. Tối ướt thì ông cứ yên tâm. Cho một tí nước mắm vào. Không, ai cho nước mắm? Không, 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 cứ ông cứ đưa chai nước mắm thôi. Cho một tí nước mắm. Ông cứ yên tâm mà tôi làm thì ông có tí ông ăn, ông thấy cảnh. Thế thôi. Ông cho thêm mắm tôm vào đi. Không, 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 không. Ông có xoáy vào tôi, tay tôi mỡ bẩn lắm. Tôi mỡ nặng. Anh mới làm cho hôm qua một con tức là cho khách chuyên gia. Anh mắm là dùng 10 gáo nha các bạn nhé, 10 nắp. Vậy là 10 nắp thôi mà vứt đi. Kho à? 10 nắp nhỏ. 10 nắp thì con kho, cái này rửa chưa? Cái chưa, chưa. Từ từ từ, anh Vũ ơi, anh qua đi. Không gì khó. Đây cái này là vừa nạp vừa mỡ. Cái này là xương. Đây cái bí quyết là ở cái chỗ này đây. Ở bên tủ mát. Đấy. Bây giờ những cái gia vị đặc trưng cái này thì không thể biết được. Những gia vị của Tây Nguyên, Cao Nguyên. Một nơi đường ai nấy về, về nhà vợ là tiền lương tháng này sao lại ít thế, biết nói gì đây, vì anh uống say nên lơ qua tay, hãy hiểu cho anh, lâu lâu anh mới nhậu một lần. Một nơi đường ai nấy về, về nhà vợ là tiền lương tháng này sao lại ít thế, biết nói gì đây, vì anh uống say nên lơ qua tay, hãy hiểu cho anh, lâu lâu anh mới nhậu một lần. Sông thuyền thủy chung một bên đò, em biết chăng ngoài khơi xa bão táp có biết bao con thuyền phải lánh nơi về bên anh, không ồn nào sóng cả, chỉ hiền hoài hiền hà nặng tình anh. Tình riêng đời tôi, tình đốn cháy tim tôi rồi, làm anh đau em ơi em làm sao, tình riêng đời tôi, tình đốn cháy tim tôi rồi, tình làm anh đau em ơi em làm sao. Đời hay trắng đổi đen, tình đời còn lắm muôn trên, tình đời còn lắm đam mê nên tình còn lắm ê chê, tình mình có nghĩa gì đâu, tình mình đã lắm thương đau, tình mình gian dối cho nhau, thôi đành hẹn lại kiếp sau. Tình yêu đã trở lại đôi mắt đêm ngày với hết đoạn đầy tà áo em phơi bày. Ngon.
không hết, nó nếu nhiều quá thì nó sẽ bị chát, quá là đen thì mình nhìn mình cho nó vừa phải thôi. Bột sắn dây là rất dẻo hơn bột năng, nên gọi là dựa mật. Thì ta làm cái cách này thì tính tiền bôi đưa một nơi đường ai nấy về, về nhà vợ là tiền lương tháng này sao lại ít thế. Hãy hiểu cho anh lòng lòng anh mới nhậu một lần. Lâu lâu người ta mới nhậu một lần. Lâu 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 người ta mới nhậu một lần. Nhậu một lần cho hết bia luôn. Nhậu một lần cho hết bia luôn. Bao nhiêu đây thì đâu có nhầm nhòa gì, bao nhiêu.